Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh review của Ngày Mộc. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một số cái bộ tool, dụng cụ dùng trong gia đình cũng như là làm thợ của Boss cho các bác tham khảo nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu về từng bộ sản phẩm cũng như là báo giá và sẽ hướng dẫn cho các bác cách sử dụng của những cái bộ tool này nhé. Đây, em sẽ để gọn lại một chút để em sẽ giới thiệu từng bộ cho các bác. Em sẽ giới thiệu từ nhỏ đến lớn nhá. Đầu tiên là bộ 25 chi tiết. Bộ này là chuyên đầu mũi vít dành cho các bác nào muốn sử dụng cho những cái tua vít cầm tay hoặc là máy vặn vít dùng pin, chuôi lục giác hoặc là các bác dùng cho máy khoan đầu kẹp cũng được. Đây nó có 25 chi tiết này và sẽ có những cái thông số đầu mũi PH1, PH2 này, rồi là chiều dài của mũi. Thì cái này các bác có thể giữ nguyên màn hình để đọc qua nhá. Rồi, và em sẽ hướng dẫn cho các bác cách sử dụng cũng như là giới thiệu từng món ở trong này. Đây. Khi bóc ra thì các bác sẽ cắt cái phần cắt tông ở phía này ra, xong rồi các bác sẽ rút lên như thế này. Đây. Và cái này thì các bác có thể lật ngược lại. Đấy, để sử dụng. Và bên trong này nó sẽ có ở dưới này là những cái đầu pH, pH1, pH2, pH3. Thường là thông dụng nó sẽ là những cái pH2. Các bác có thể lật lên như thế này. PH1 này, PH2 và PH3. Đây sẽ có hai đầu PH1, hai đầu PH2 và hai đầu PH3 và sẽ có thêm đầu T nữa. T này là T20 và T này là T15 để cho các bác sử dụng. Đấy. Và cái ngăn thứ hai sẽ là đầu trừ và những cái đầu lục giác. Và thêm hai cái đầu T lớn hơn nữa. Những cái đầu T này thì thường sử dụng cho các bác hay mua sửa chữa máy móc thì các bác hay dùng cái đầu T này. Hóa thị. Phía trên này nó cũng sẽ là đầu PH1, PH2, PH3 và những cái đầu hóa thị. Tuy nhiên thì nó sẽ có chiều dài lớn hơn. Những cái đầu này thì nó sẽ có chiều dài là đây, các bác đặt ở phía sau là nó sẽ là 5 cm. Cái này là 5 cm này và cái này là 2,5 cm. Và cái này thì các bác có thể lắp vào máy khoan đầu kẹp hoặc là các bác sẽ lắp vào những con máy chuyên vít chuôi lục giác. Là các bác đều lắp được con này nhá. Và nó là đầu chuẩn ngắn. Lục giác chuẩn ngắn nên là các bác có thể lắp vào máy bắt vít xách tay USA hoặc là các bác mua những con máy bắt vít ở thị trường Việt Nam đều lắp được. Còn phía trên này thì nó sẽ có kèm theo một cái đầu nối dài. Đầu nối dài này thì các bác có thể nối dài thêm cái mũi vít dài như thế này để luồn vào những ngóc ngách sâu hoặc là các bác có thể nối được toàn bộ những cái mũi vít ở phía dưới này đều nối qua cái đầu nối dài này được và nó cũng là chuôi lục giác chuẩn ngắn. Và hiện tại cái bộ vít này của Boss đang có mức giá là, để em xem lại giá, 185.000 đồng để bác sở hữu được một bộ 25 chi tiết như thế này rồi. Bác nào có nhu cầu thì có thể mua về để sử dụng gia đình cũng được. Hoặc là bác nào chuyên để sửa tháo máy móc thì các bác có thể đầu tư cái bộ này. 185.000 đồng của Boss chính hãng. Tiếp theo nữa là cái bộ sẽ có nhiều chi tiết hơn một chút và sẽ có nhiều mũi khoan. Và bộ này có mã là, quên nãy không đọc mã cho các bác. Bộ này là 41 chi tiết. Mã của nó là 26070017396. Hiện tại những cái hàng Boss này thì dụng cụ này nó chưa có hàng nhái nên là các bác yên tâm nha. Đây nó sẽ có thêm là mũi doa này, rồi những cái đầu khẩu và thêm là rất nhiều mũi khoan, đầu vặn góc, vuông để cho bác sử dụng này. Đây em sẽ mở ra nha. Bác nào cần xem thông số thì bác có thể bấm dừng lại để xem toàn bộ những cái thông số ở phía sau nha. Đây em sẽ mở ra. Đây, rất là nhiều chi tiết ở bên trong. Và ở phía này mũi khoan, phần này là mũi khoan sắt các nhá, là sẽ có các size là 22, 33, 4, 5, 6 và đây là cái đầu chuyển góc. Xong nữa thì em sẽ hướng dẫn cho các bác dùng cái đầu chuyển góc này nếu mà bác nào chưa tìm hiểu qua nha. Còn đây là những cái đầu khẩu. Đầu khẩu này để cho các bác vặn sẽ có đầu khẩu 6, 8 này, 9, 10, 11 và 13. Đấy, đầu khẩu và có những cái đầu T để nối đầu khẩu lại với nhau. Và phía này thì sẽ có những cái mũi vít PH0 này, PH1, PH2, PH3 và cái đầu lục H6. Ở dưới này thì sẽ có PH1, PH2, PZ1, PZ2 này.
và T20. Cái phần mũi vít này là mũi vít ngắn, còn trên này là mũi vít dài. Còn phía bên này sẽ có mũi 3, 4, 5, 6, 8 để cho các bác khoan gỗ. Và phía này thì sẽ có cái đầu nối dài này. Và tiếp tục là sẽ có thêm cái đầu lục H5, H6 và đầu trừ S5. Và phía này là mũi khoan tường bê tông. Mũi 5 này, 5,5, 6, 6, 7, 8. Đấy, nó sẽ có hai mũi 6 như nhau các bác nhé. Thường là những cái mũi 6 thì nó sẽ thông dụng, các bác dùng nhiều nhất. Tuy nhiên cái mũi khoan tường này các bác, đây các bác có thể lấy ra như thế này. Mũi khoan tường này thì chất lượng của nó em đánh giá là các bác dùng gia đình được thôi. Còn nếu mà các bác đi làm nghề thì các bác mua những cái mũi chuyên dụng hơn nha. Những cái bộ này thì em nghĩ là phù hợp cho các bác nào dùng gia đình. Để dùng những cái bộ này thì nó sẽ ok, chất lượng tầm trung. Còn nếu mà các bác muốn mua những cái loại mũi mà tốt hơn thì các bác có thể mua rời những cái mũi này. Rời này thì nó sẽ tốt hơn nha. Còn mũi vít thì khá là ok. Và phần sử dụng đầu khẩu thì sẽ như thế này. Đây, các bác có thể nối cái đầu nối dài này vào đây, vào cái T này. Sau đấy các bác sẽ lắp những cái đầu khẩu này vào. Cái này hơi khó rút ra chút. Đây, các bác sẽ lắp vào như này. Đấy, sau đấy các bác có thể lắp vào những cái tua vít cầm tay, hoặc là các bác sẽ lắp vào những cái con máy bắt vít. Bộ này thì sẽ cho máy khoan và máy bắt vít nha. Tại vì nó sẽ không có tua vít cầm tay để cho các bác vặn đâu. Đấy, các bác có thể mua rời những tua vít cầm tay để dùng những bộ này, hoặc là các bác sẽ mua những cái máy khoan máy bắt vít để dùng nha. Và đây là cái đầu góc. Hướng dẫn một chút với các bác về cái đầu góc này. Đầu này là cái đầu chuyển góc, là để cho các bác là mở những con vít ở trong góc ngách hẹp này, các bác sẽ luồn vào những cái góc ngách nhỏ để các bác dùng như thế này. Cái đầu này thì sẽ sẽ hướng dẫn các bác. Đầu này thì các bác sẽ lắp vào những cái, để em xem lại một chút nha. Không, cái này thì nó sẽ chỉ có vặn tay bình thường thôi các bác nha, chứ không có dẫn động ở bên trong. Trước kia thì em lại tưởng nó là cái đầu dẫn động ở bên trong thì các bác cứ vặn một đầu rồi đầu này nó sẽ xoay. Tuy nhiên thì cái này không phải các bác nha, và dùng để vặn tay như này thôi. Đấy, hơi đáng tiếc một chút nhưng mà không sao, nó có thể đổi được hai đầu. Các bác có thể vặn cầm như này vặn, hoặc là các bác có thể vặn vào những cái góc như này. Đấy, các bác có thể vặn như này. Nó mà có cái đầu dẫn động ở bên trong để lắp vào con máy bắt vít hoặc máy khoan thì ok hơn. Còn này thì các bác dùng để vặn tay thôi. Đấy. Ok. Và bộ này hiện tại đang có mức giá là, để em nhìn lại mức giá nha. Giá hiện tại của nó là 480.000 đồng cho một bộ 41 chi tiết này của Boss. Đấy, và các bác nhớ mã nha. Mã thì các bác có thể bấm dừng lại để xem cái mã của nó. Bộ này là 480.000 đồng. Tiếp theo nữa là một cái bộ cũng là một tua vít. Bộ này thì sẽ chuyên để cho các bác lắp vào dùng tua vít cầm tay này. Hoặc là các bác mua máy bắt vít, máy khoan đều được. Tất cả những bộ này đều dùng cho máy bắt vít, máy khoan đều được. Nhưng cái bộ này là chuyên cho các bác cầm tay để vặn này. Và bộ này là 38 chi tiết. Mã của nó là ở phía sau này. Đây, cái mã của nó hơi dài các bác nhé. Đuôi là 506. Đây, và nó có các size như này. Các bác có thể bấm dừng lại. Lục giác này, tay vặn này, đầu khẩu này, PH1, PH2, đầu cộng, đầu trừ đều có đủ. Đây, em sẽ mở ra nha. Bộ này thì sẽ được đựng trong một cái bao vải như thế này, cũng rất là đẹp. Để cho bác nào dùng gia đình hoặc là mang đi làm thợ điện chẳng hạn thì các bác có thể dùng cái bộ này. Đầu tiên là một cái tay cầm tua vít để các bác vặn. Thứ hai là nó sẽ có thêm lục giác nữa. Bộ này thì sẽ có 1, 2, 3, 4 cái đầu lục giác để cho bác vặn nữa này. Đầu này là cái đầu nối dài. Bộ nào gần như cũng có cái đầu này. Và cái này để cho bác em xem nào. À, cái đèn pin. Bây giờ cái đèn pin nhớ nha. Cái con này sẽ chắc sẽ dùng cái pin tiểu thôi. Em xem nó sẽ dùng cái loại pin nào nào. Đây là cái phần này là thay bóng. Thay bóng đèn. Ở dưới này sẽ lắp pin để xem nó dùng cái loại pin gì nào. À, dùng loại pin tiểu bình thường thôi các bác nhé. Pin tiểu các bác có thể mua ở bất kỳ cửa hàng kim tạp hóa nào cũng có bán cái loại pin này. Bóng đèn này thì bóng đèn nhỏ thôi, các bác soi để cự ly gần. Các
phục vụ gia đình thôi. Đây là cái đèn pin. Và phía này thì sẽ có những cái đầu trừ và đầu PS1, PS2 và là một cái đầu khẩu, đầu để nối khẩu. Các bác có thể gỡ ra như thế này hoặc các bác có thể dán vào như thế này nha. Và tiếp theo nữa sẽ là rất nhiều cái đầu trừ từ PS0 đến PS3 và PZ0 và PZ1. Đấy. Tiếp theo nữa sẽ là một loạt những cái đầu T hóa thị T15, T20, T25, T40 và những cái đầu lục. Và nếu mà các bác muốn sử dụng những cái đầu khẩu như thế này nha, thì cũng giống như bộ vừa nãy em giới thiệu cho các bác, là các bác sẽ phải nối dài qua cái đầu lục giác này. Đấy, các bác sẽ gắn vào đây. Tất cả thì nó đều có cái viên bi để giữ cái đầu vít của các bác. Đấy, tất cả thì sẽ có viên bi để giữ cái đầu vít cho các bác nó chắc chắn hơn. Cái này thì hình như có thể nối dài ra thì phải. Để em xem có đúng không nha. Em cũng chưa tìm hiểu kỹ những cái bộ này đâu. Chắc là không phải rồi. Đây, các bác sẽ lắp cái đầu khẩu vào như này để vặn tay. Đấy. Và cái này là tua vít tự động. Tự động là sao? Là các bác có thể vặn qua trái phải như này. Các bác sẽ không. Đây, nó sẽ tự động như này nha các bác. Đấy. Còn nếu mà các bác nào muốn như tua vít bình thường thì các bác để ở nước giữa như này. Đây, thì nó sẽ như tua vít bình thường. Đây. Và có thể đảo chiều được. Cái phần này là tự động đảo chiều các bác nhé. Đấy. Gạt qua gạt lại thì đảo chiều. Rồi, và cũng không có gì đáng nói về cái bộ tua vít này cả. Nó cũng như là những cái bộ thông thường các bác sử dụng thôi. Và nó sẽ có tổng là 38 chi tiết. Và bộ này đang có mức giá là 401.000 đồng của Bose. 401.000 bộ này các bác nha. Đấy, và những cái chi tiết thì nó dùng cũng rất là đơn giản thôi. Thì em cũng có nói qua cho các bác thôi nha. Đấy, khi sử dụng xong thì các bác có thể đóng lại như này, như một cái quyển sổ vậy. Rồi sẽ giới thiệu thêm những cái bộ lớn hơn nữa cho các bác nha. Bộ này là bộ bao nhiêu chi tiết đây? Nó không có ghi. Ghi là 12 inch 1 này. Đây, em sẽ mở bên trong ra. Bộ này thì sẽ có nhiều chi tiết hơn một chút. Đây, bộ này sẽ phù hợp cho các bác nào làm điện nước này. Hoặc là mua một bộ để sử dụng phục vụ gia đình, có kìm búa đầy đủ luôn. Để sử dụng, không thiếu một thứ gì cả. Ở phía này thì sẽ có một cái tua vít. Tua vít này thì sẽ không phải là tự động nha. Sẽ là tua vít thường và các bác có thể nối được những cái đầu PS1, PS2, PS3, rồi là S6, S7, đầu T này lại. Đây, các bác sẽ rút ra để nối vào thôi. Để các bác vặn như một con tua vít bình thường. Đây. Và thứ hai nữa sẽ là một cái kìm răng. Kìm răng này, chắc kìm này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 6 inch thôi. Kìm răng này thì các bác có thể dùng để cắt dây điện này, cắt thép 1-2 ly đều được. Và kìm này thì nó cũng rất là thông dụng thôi. Các bác có thể dùng về mục đích để tuốt dây điện cũng được, nhưng mà nó không phải là chuyên tuốt dây điện. Đa năng, kìm răng. Và một cái búa Bose nữa, búa sừng dê để đóng đinh, nhổ đinh. Cái búa này thì nó sẽ là thép nguyên khối liền từ đầu này đến dưới đầu này các bác nhé. Và có bọc cao su để chống phản lực vào tay. Búa thì các bác mua những cái búa nào mà nó sẽ có cao su bọc như thế này thì các bác gõ thì lực nó phản vào tay nó ít hơn, thì sẽ tránh cái tình trạng là tê tay nha. Cái này thì nó sẽ là nguyên khối rồi. Đây, cầm cũng rất là vừa tay. Tiếp theo nữa là một cái mỏ led. Mỏ led này có độ mở là, ôi, rất tiếc là nó không ghi ở phía này các bác nhé. Thường là những cái mỏ led thì nó sẽ có ghi cái độ mở ở trên này. Con này nó lại không ghi. Không biết là ông bốt này làm kiểu gì đây. Nhưng mà nó sẽ rơi vào tầm được khoảng, như thế này thì sẽ được tầm khoảng 2cm các bác nhé. Độ mở tầm khoảng 20. Đấy, và cũng sẽ có tay bọc cao su cho các bác. Và cuối cùng nữa là một cái thước mét. Đây, nó sẽ có hệ cm để cho các bác sử dụng nha. Nó sẽ không dùng hệ inch, nên là anh em dùng nó sẽ không bị khó chịu. Anh em Việt Nam mình sẽ dùng cái, thường là sẽ quen dùng cái hệ cm này hơn. Và thước này có chiều dài là 3 mét. Đây, các bác có được kéo ra, các bác giữ như này, này. Nó có một cái chốt giữ như này. Và kéo ra đó. Đấy.
và như những cái thước mét bình thường thôi, cũng có bọc cao su ở phía này. Và toàn bộ cái bộ boss này là sẽ có kìm này, tua vít này, kìm răng này, búa này, mỏ lết này, một cái thước mét và những cái đầu tua vít. Hiện tại bộ này đang có mức giá là 509.000 đồng. Một mức giá cũng rất là dễ chịu để cho bác sở hữu. Một bộ như này thì các bác có thể mua để ở trong nhà của mình, phòng ngừa những cái lúc nào mà cần sử dụng cờ lê mỏ lết để gọn như thế này. Lúc nào cần tới thì có thể lấy ra để sử dụng nha. Và anh em nào muốn sử dụng toàn bộ một bộ hàng Bose chính hãng có tiếng thì các bác có thể hữu những cái bộ này. Tiếp theo nữa là một cái bộ tua vít vặn tay. Tuy nhiên thì bộ này thì sẽ nhiều chi tiết hơn. Và mức giá của nó là 530 ngàn. Em sẽ nói luôn mức giá từ đầu. Và sẽ có những các size phía này. Đây các bác có thể bấm dừng lại để xem nhá. Và mã là đuôi là 399. Đây, bên trong thì lại sẽ có một cái tua vít để em xem nó có tự động không nào. Ok, tua vít tự động các bác nhá. Đây, các bác có thể đảo chiều này. Và là cho nó như một cái tua vít bình thường đều được. Giống cái tua vít khi nãy em giới thiệu cho các bác. Và cái đầu này vẫn là đầu nối dài. Cái đầu nối dài lắp vào đây. Và những cái đầu vít để cho các bác nối dài lên phía trên phía này. Đấy, hoặc là các bác có thể cắm trực tiếp vào đây để sử dụng. Đấy, nó cũng rất là đơn giản thôi. Những cái bộ này thì không có gì để đáng nói cả. Quan trọng là các bác xem qua và nắm được cái mức giá của nó để các bác sở hữu. Và phía dưới này thì nó sẽ có một loạt những cái đầu khẩu. Đầu này như chẳng hạn là đầu 13 này. Đấy, các bác có thể mua để vặn. Đấy. Và phía bên này thì nó sẽ có hai loại. Một loại là nó sẽ tính theo inch. Một cái là nó sẽ tính theo mm ở Việt Nam mình 6, 7, 8, 10, 11, 13 này. Bên này nó sẽ tính là 3 phần 16 này, 1 phần 4 này, 5 phần 16 này, 11 phần 32, 3 phần 8 và 7 phần 16. Đấy, nếu mà các bác nào thích dùng hệ cm nhìn cho nó dễ thì có thể nhìn qua bên này. Lấy qua bên này để sử dụng. Đấy, và bên này thì nó sẽ có rất nhiều những cái đầu T nữa. Bộ này khá nhiều T. T8, T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. Và đầu PS1, PS2 như thế này nữa. Đấy, và bộ này sẽ có tổng 46 chi tiết. Và đang có mức giá là 530.000 đồng các bác nhá. Tua vít tự động. Các bác nào quan tâm về bộ nào thì các bác có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình nha. Để liên hệ mua và sở hữu những cái bộ như thế này. Và bộ cuối cùng ngày hôm nay là cái bộ nhiều chi tiết nhất và mắc tiền nhất của bên em. Của Bose ngày hôm nay em giới thiệu cho các bác giá là 1.236.000 đồng, sẽ đựng trong một cái vali nhựa như thế này, trông cũng khá là đẹp. Đấy, ở bên trong bộ này cũng sẽ sử dụng để làm điện nước hoặc là sử dụng làm gia đình đều được. Nó sẽ có một cái số đồ món cũng khá là hay. Đầu tiên là sẽ là một cái kìm răng như khi nãy. Kìm này cũng giống cái kìm trong bộ trước các bác nhé. Bộ này thì đựng đựng trong một cái khuôn như thế này thì nó sẽ đẹp hơn khá là nhiều. Và đặc biệt là nó sẽ có một số loạt những cái đầu nhỏ như thế này để cho các bác vặn những cái ốc nhỏ này. Nó sẽ có các size nhỏ như thế này. Đấy, và có thêm những cái đầu T hoặc là đầu PZ hoặc là đầu PS2 như thế này. Và phía bên này cũng sẽ là một cái thước 3 mét. Bên này là một cái búa cũng giống như cái búa khi nãy. Đấy, bộ này gần giống tương tự như cái bộ khi nãy các bác nhé. Đấy, và nó sẽ có một cái tua vít không tự động và một cái mũi khoan này khoan tường, khoan bê tông. Tuy nhiên thì những cái chất lượng của mũi trắng như này thì em nói với các cũng có báo với các bác là nó không ok lắm đâu, các bác dùng gia đình ok. Mũi này là mũi 6 mm. Đấy. Và ở phía trên này thì sẽ có một số những con nở để cho các bác sử dụng nữa. Một số ốc vít là một số con nở các bác có thể nhét ở phía này. Và phía trên này thì sẽ có một cái
tua vít thử điện. Đấy. Nãy giờ thì có mỗi bộ cuối cùng này là có cái tua vít thử điện thôi. Và đây là một cái mỏ lết cũng như khi nãy, mở được tầm khoảng 2 cm. Và một con dao dọc giấy thông dụng để dọc giấy, cắt dây điện. Đấy, và toàn bộ đều có ghi chữ Bose ở trên những cái sản phẩm dụng cụ này các bác nhá. Rồi, bên này thì sẽ có một cái cuộn băng dính điện. Đấy, cho các bác nào dùng gia đình này, nối dây điện thì có thể sử dụng cái băng dính điện này. Và phía này là một cái đèn pin. Đèn pin này có size lớn hơn, chắc chắn là nó sẽ sáng hơn rồi. Và nó sẽ sử dụng cái dòng pin tiểu và nó sẽ dùng 3 pin nhá. Các bác có thể mua 3 cái cục pin tiểu để lắp vào để sử dụng. Đấy. Và thân con này bằng kim loại. Nãy con kia bằng cũng bằng kim loại nhưng mỏng hơn, con này thì nó sẽ dày và chắc chắn hơn một chút. Rồi, và cái bộ này đang có mức giá là 1.236.000 đồng. Để các bác mua một bộ để sử dụng gia đình hoặc là làm điện nước chẳng hạn, sẽ tùy thuộc vào nghề của các bác. Ví dụ các bác cần sử dụng những cái món nào thì các bác có thể xem qua để nghiên cứu qua để sở hữu nhá. Vừa rồi thì em đã báo giá toàn bộ những cái sản phẩm thông dụng, dụng cụ của Bose cho các bác xem qua. Nếu mà các bác nào có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ số điện thoại trực tiếp em để trên màn hình để đặt hàng nhá. Và cần tư vấn thêm thì các bác có thể liên hệ trực tiếp em. Hoặc là các bác có thể qua địa chỉ ở liền kề 19 TT03 khu đô thị Tinh Nam Linh Đàm để qua để sờ và cầm nắm thử xem là nó có ok không trước khi các bác xuống tiền nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi qua cái clip giới thiệu những cái bộ tool của Bose. Và có gì em nói sai thì các bác có thể bỏ qua nha. Cảm ơn các bác rất nhiều.